Điểm thứ sáu, họ tiếp tục quấy rối sau sự kiện. Sau sự kiện, thiện nguyện viên, quỹ dân nhân, ban tổ chức tiếp tục phải nhận sự xúc phạm, quấy rối, hạch hoẹ từ những cá nhân này. Trong thời gian vừa qua, những cá nhân trong nhóm gây rối và cơ sở Việt Tân Ontario đã và đang quấy rối, mạ lị, chửi bới, hăm dọa, tấn công cá nhân đến ban tổ chức và những ca nghệ sĩ, thiện nguyện viên, những chủ gian hàng tham gia sự kiện Taste of Southeast Asia. Đây là những cái diễn biến ngay tại hội chợ Tết của đầu năm nay. Cái hình ảnh mà cô Kelly Hồng Lê đã ngăn cấm cờ vàng trong cái buổi đó, thì là đây ban tổ chức đang chiếu lại những cái thông tin đó. Có một người phóng viên ở thời báo làm sao Sơn Vũ, mà ông ấy chỉ đến gian hàng để mà nói chuyện vu vơ thôi, chứ ông ấy đã không có khẩu phỏng vấn, cũng như là khi mà chúng tôi cá nhân tôi hỏi ông ấy là ông có đưa cái chuyện mà Kelly cấm cờ vàng này lên tin tức hay không, thì ông ấy chỉ cười trừ thôi, mà không có chịu nói về cái chuyện mà cấm cái chuyện mà cái hành vi của Kelly khi mà cấm cái lá cờ vàng là sai trái và của cá nhân Kelly, của ban tổ chức nữa, mà ông ấy chỉ cười trừ thôi. Audio clip này đó chỉ có 3 phút nói chuyện thôi quý vị, mà đã lòi ra một cái người đàn ông là đạo đức giả và một cái người phụ nữ nham hiểm nhưng mà tỏ ra rất là thánh thiện. Khi mà đã len lỏi vào hội người Việt Tôn Tô, len lỏi vào làng dưỡng lão và kể cả Voice. Trời, cái event này của nó tổ chức mà anh nói gì vậy? Nó không có cái gì đẹp đẽ mà mình chơi. Nó không có gì đẹp đẽ. Thì cái quyền tự do của anh, em đâu có nói gì đâu. Cái vấn đề là em chỉ muốn nói với anh là
Thành thật mà nói, nước Canada không phải là một cái chợ, tức là không phải muốn làm gì thì làm bất chấp pháp luật. Không phải ghép ai thì toàn quyền khủng bố tinh thần, nhắn tin quấy rối, thậm chí tìm đến công ăn việc làm người khác mà đe dọa. Họ tìm đến Google, tìm đến tiệm tóc nơi Kelly làm việc để gọi là viết những cái fake negative review, những cái review giả để khủng bố tinh thần người boss của Kelly. Họ nhắn tin này nọ đến chị chủ gian hàng tiệm trà sữa mà tham gia thiện nguyện với tụi con. Họ làm đủ mọi chuyện hèn hạ để dìm ý chí tụi con. Thậm chí họ liên lạc đến những anh chị em ca sĩ thiện nguyện viên các chủ gian hàng để mà chửi bới, gây áp lực, hăm dọa đến những người vô tội này chỉ vì muốn phá hoại những công việc và lý tưởng chung. Quý vị thấy việc làm của họ có quang minh chính đại, có phần nào chính đáng hay không? Ở đất nước tự do, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng cơ mà. Sao họ không tự tổ chức sự kiện, bỏ công, bỏ của, bỏ thời gian, rồi họ có thể tự do quảng bá lý tưởng của mình mà. Cộng đồng lúc đó có thể tự quyết định là họ có muốn tham gia hay không, chứ tại sao lại có chuyện ép buộc và hăm dọa người ta? Tại sao phải dùng những chiêu trò không quang minh chính đại để cạnh tranh với nhau? Họ có thể ganh đua để thúc đẩy nhau cùng tiến tới, nhưng mà không nên ganh ghét phá hoại nhau vì tinh thần, và chuyện đó không giúp được phát triển cho cộng đồng nào cả. Con có thể khẳng định một điều là các cô chú anh chị em thiện nguyện đã và đang tham gia cùng những chương trình gây quỹ Taste of Việt Nam, Taste of South Asia cùng tụi con trong bao nhiêu năm qua và vẫn còn đang đồng hành với tụi con. Đó là vì họ cam tâm tình nguyện muốn góp một bàn tay nối dài để xây dựng cộng đồng mình. Tụi con rất rất hạnh diện, làm tụi con chưa bao giờ gây áp lực, bắt buộc, hăm dọa bất kỳ người nào phải tham gia với tụi con, phải về phe của tụi con. Tụi con luôn trình bày rõ ràng những công việc của tụi con đang làm trong tình yêu thương và tinh thần hiệp nhất, với sự tôn trọng đến người khác và cố gắng tất cả mọi sự để tạo môi trường vui vẻ, lành mạnh để cho mọi người tham gia. Và từ đó tụi con để cho mọi người tự có chính kiến, tự quyết định mà có muốn tham gia với tụi con hay không. Buổi diễu hành và biểu diễn thời trang trang phục truyền thống dân tộc của 54 dân tộc. Mặc dù là người Việt nhưng mà em cũng không có biết hết được tất cả những cái trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam, mà nhờ cái buổi biểu diễn đó mà em biết được trang phục Việt Nam mình rất là đa dạng, rất là đẹp. Mình thích nhất là về cái chương trình những fashion show. Thì trong fashion show là mình có đến 3 hay 4 người thiết kế. Thành ra những cái tiết mục đó rất là đặc biệt. Trong cái quá trình mà em làm volunteer ở đó thì em cảm giác là mình học được rất là nhiều thứ. Đặc biệt là
em được có cơ hội tham gia được rất là nhiều event. Em cảm nhận được là trong những cái event luôn có những cái mục đích cao cả mà các anh chị và những cái người volunteer như em tâm huyết để làm nên những cái event đó. Em thật sự rất là khâm phục ở các anh chị, và làm cho em nhớ hơn nữa đó chính là cái sự nhiệt huyết và cái sự năng động của các anh chị trong đội ngũ. Thì cô nhớ lúc đó là rất là đông, các em trẻ cũng có, lớn lớn tuổi cũng có, mình có những cái trang phục của nước Việt Nam của mình hồi xưa, nên những cái chiếc áo dài, mình cũng có những cái trang phục và bản sắc dân tộc của dân tộc thiểu số. Nhưng mà cái mà cô cảm thấy rất là ấn tượng, rất là vui là các cái gian hàng mà food của mình đó thì xếp hàng rất là dài, và trong đó là có những cái dân tộc bản xứ ở đây, Canadian, và một số những cái dân tộc các cái nước khác, người ta cũng xếp hàng dài để mà người ta đợi chờ để mà thưởng thức những cái món ăn đặc biệt của nước Việt Nam mình. Thì cái đó là cái ấn tượng rất là sâu sắc cho rất là sâu sắc cho cô đó. Trong những cái chương trình mà đặc biệt như thế này thì anh rất là mong muốn có được điều kiện để mà đánh cho những cái ca sĩ, hoặc là một ca sĩ hát được những cái loại nhạc để mà nói về dân tộc mình nhiều hơn, ví dụ nhạc dân ca hoặc là những dân tộc của những dân tộc anh em đại khái như vậy. Mình mong muốn là trong cái lần tới á, là mình có những cái phần coi như là vận động làm sao để cho các em trẻ đi để mà xem được những cái văn hóa người Việt, rồi nhạc của người Việt. Thì anh mong muốn là anh sẽ đánh được những nhạc đó để cho các em nghe, các em hiểu, không riêng cho các em trẻ mà các bạn bè của em là những người ngoại quốc ở đây, họ đến họ xem và họ hưởng ứng với chúng ta trong cái loại nhạc của chúng ta để mà phổ biến cái văn hóa của người Việt mình. I do want to see more collaboration with Vietnamese Canadians across the Canadian soil, specifically on the west coast, as well as in the middle region such as Calgary or Alberta, and we want to propel and introduce more our Vietnamese culture into the Canadian mainstream. So that's what I want to see. For the next festival, I would love to see a more like diverse in eras and in the Vietnamese culture. So like more pop culture related, just so that we could involve more younger audiences to kind of bring them in and lure them in into learning more about our culture. Mai rất mong mỏi và Mai tin rất là nhiều trẻ em và cũng như cộng đồng mong mỏi cái sự trở lại của Taste of Vietnam một ngày gần đây. Những cái điều gì mà Mai mong muốn là có thể là nói thêm về, đưa thêm cái văn hóa của mình đến những người bản xứ, như là nếu mình có thể là incorporate vô những cái văn hóa về thơ văn hay là tranh vẽ hay là mấy cái đàn cù mà của Việt Nam mình, như là đàn tranh, đàn tỳ bà, cái sáo, những cái đó là những cái gì mà mình không có thường thấy trong những cái event. Being a part of the Vietnamese community, being a part as a family is really, really honorable. Living in Canada, preserving the culture is very, very important because we don't want to forget where we came from. We don't want to forget what our forefathers are, where our forefathers are from. And it's kind of also neat to be able to actually remember what your father's background is or your parents' background is. Hàng năm thì có rất nhiều người Việt Nam sang Canada, và khi chúng ta gìn giữ văn hóa của chúng ta ở đây thì các bạn Việt Nam đến sẽ không bị bỡ ngỡ, đồng thời là làm cho chúng ta bớt cảm giác nhớ nhà và làm lớn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở đất nước đa dạng văn hóa như Canada. Bản thân mình chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ khi giới thiệu mình là người Việt Nam hết, bởi vì ở đâu cũng sẽ có người tốt, người xấu. Và mình thấy là Việt Nam mình đang dần được thế giới biết đến, đặc biệt là sau cái cơn đại dịch Covid-19 này. Và mình nghĩ rằng là bản thân mình cứ sống đúng, sống tốt, sống có trên, có dưới, sống biết cội nguồn của mình thì cũng là một cách giữ gìn văn hóa Việt Nam và quảng bá hình ảnh con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới rồi. Là một người đang sinh sống và đặc biệt là người trẻ nữa, thì cái việc mà giữ gìn và duy trì cái văn hóa của Việt Nam nó rất là quan trọng. Bởi vì văn hóa nó là tiếp nối giữa các thế hệ với nhau, thì tới cái thế hệ mà những người trẻ như Cường
thì đặc biệt là sống ở cái đất nước gọi là đa văn hóa, đa dân tộc, thì cái việc mà mình duy trì, mình phát triển đó thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy mình tự hào hơn là khi mình là một người Việt Nam. Thật sự là khi mà em đến cái chương trình được làm volunteer của chương trình Xây Sống Việt Nam á, thì cảm giác của em khi mà từ sắp quầy đi lên đến cái chỗ đó làm á, thì cảm giác như là em được về lại tân bay xương xương nhất của mình, và tự nhiên nghe được rất nhiều tiếng Việt, kiểu như là mình được về nhà. Thì em nghĩ là thực sự rất là mong thì tất cả những cái chương trình Việt Nam của mình như Taste of Việt Nam hay tất cả những chương trình khác đều có thể được làm lại và làm hoài, để tất cả những người con xa xứ như tụi em á, có thể cảm giác được là ở xung quanh Toronto này vẫn còn một nơi gọi là tụi em có thể feeling là belong to nó. Cảm giác như là mình không phải cố gắng để nghĩ ra những gì mà mình cần phải nói một cách professional in English ở một cái tiếng khác, tiếng mẹ đẻ của mình. Thì ở đó thì tụi em được là chính tụi em, được nói tiếng chính của tụi em, thì cảm giác như rất là tuyệt vời, và em mong là nó có thể tiếp tục gìn giữ như vậy. Well, first of all, I want to thank the volunteers. I want to thank Aozai Canada, Better Future for Kids, and everybody that have come together to do this. It was the first year of the event, but it felt like it had been running for 20. It was so well organized. I saw so many people that were there with big hearts trying to, you know, help people get everything going. It was so well done. And really, so much of what we see come from people who give of their heart, their love, and all of their time for nothing, just because they believe in a cause. Certainly, the fight against human trafficking is one of the most important issues that we all face. And so you could see that in the volunteers. They were so dedicated, and the people felt that welcoming of the event. So I, from the bottom of my heart, thank your volunteers. And I want to encourage everyone to volunteer, because volunteering is so important. It's so rewarding personally. I've been volunteering since I was in high school. And people, so many people do that, giving of their time. It is so important in building a better community, a better city, and a better world. So I encourage everyone to get out there, find the causes you believe in, give it your all, give all of your heart to it. And I thank your volunteers for doing everything that they're doing in the fight against human trafficking. And I can't wait to see them all again when the Taste of Vietnam returns. You know, it would be wonderful to be able to meet everybody, and especially everybody that's out there doing something positive for the community and bringing people together. I just want to tell you that your efforts are what make this city work. Your efforts are what gives us our flavor, what gives us our color, what makes us cosmopolitan, and what makes us a livable city in the world. And while we have our problems, you know, people look to us and they say, "Well, Toronto, that's a livable city. It's a place I want to go and I want to stay and I want to raise a family." And part of the reason we are that is for people that actually give of their time to build community and beautiful expressions like this, cultural festivals around culture, around food, around pageantry. It's absolutely wonderful. And my thanks, my great thanks on behalf of Mayor John Tory and my colleagues at City Council, to thank the dozens of volunteers that are involved with Taste of Vietnam. A government alone cannot run a prosperous, healthy, livable city. We need people to donate their time and their energy, their expertise and their wisdom, and that's what makes Toronto so strong. Making sure that we have an army of volunteers to help seniors, to help the disabled, to help the less fortunate, that's what keeps Toronto a very livable place. Một lời mà mình muốn nói đến các bạn volunteer, hơn 200 thiện nguyện viên volunteer cho Taste Việt Nam, đó là lời cảm ơn chân thành nhất. Một cái lễ hội, một cái chương trình, một cái tổ chức không thể nào thành công nếu không có sự đồng hành của tất cả mọi người, và đặc biệt đó là các bạn volunteer. Chính vì Kelly ở đằng sau hậu trường làm behind the scene, Kelly đã nhìn hết những cái quá trình mà các bạn đã bỏ công, bỏ tiền, bỏ thời gian. Nhiều bạn ở rất xa phải đi bus cả 2-3 tiếng đồng hồ để đến, và khi các bạn đến, các bạn mang một cái tinh thần, một cái năng lượng tự hào của dân tộc của mình, để chúng ta chia sẻ văn hóa của chúng ta, ẩm thực của chúng ta đến với các bạn trên thế giới ở thành phố đa sắc tộc Toronto. Cho nên chính vì Kelly ở đằng sau hậu trường, Kelly nhìn thấy những cái tinh thần
của các bạn thì Kelly rất là yêu và thương cộng đồng của chúng ta. Và Kelly rất vui được đồng hành cùng các bạn. Đó là cái vinh dự của Kelly, được chung tay đồng hành với các bạn để chúng ta quảng bá cái nét đẹp của văn hóa mình đến với các bạn trên thế giới. Thì một cái chương trình Taste Việt Nam lần đầu tiên, những người trong ban tổ chức cũng là các bạn thiện nguyện viên thôi, không phải là những người chuyên môn tổ chức về chương trình. Nhưng mà với lòng nhiệt huyết yêu thương dân tộc của chúng ta và niềm tự hào dân tộc, các bạn đã cùng nhau nắm tay nhau để tổ chức lên một cái chương trình từ ban đầu trong vòng khoảng 4-5 tháng. Và đó là một cái sự thử thách, một cái gian nan, mà nhìn lại thì thấy rằng nếu không có tình yêu thương, sự hiệp nhất và sự đồng lòng của tất cả mọi người thì thật sự không thể nào làm được. Cho nên vì thế, nhìn thấy được những cái tinh thần đó, Kelly xin một lần nữa cảm ơn, kêu gọi và mong rằng các bạn cũng tiếp tục chung tay với Better Future for Kids và Outside Canada. Cái chương trình Taste Việt Nam Festival không thuộc về cá nhân ai hay là một tổ chức nào, nhưng mà nó thuộc về tất cả mọi người, dòng máu Việt, để chúng ta truyền lại những cái văn hóa cho những con cái đời sau của chúng ta, và đồng thời cũng cho các bạn trên thế giới biết rằng cái nét đẹp của Việt Nam mình. Cho nên hy vọng rằng Taste Việt Nam Áo Dài Festival lần sau sẽ có rất là nhiều bạn cùng tham gia, cùng đồng hành. Các bạn thiện nguyện viên, các nhà sponsor, các nhà vendor, tất cả mọi người cộng đồng của chúng ta đến với nhau, không phân biệt bất cứ ai, để chúng ta cùng nhau để mà tổ chức một cái chương trình Taste Việt Nam Áo Dài Festival. Đó là cái niềm mơ ước của Kelly và tất cả các bạn trong ban tổ chức. Cho nên xin chân thành cảm ơn các bạn nào đã tham gia đồng hành, và Kelly cũng xin phép được kêu gọi các bạn mới hãy cùng chung tay với chúng tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn, và mong rằng những kỷ niệm đẹp của chúng ta đã có, đã giữ lại gì đó trong trái tim của các bạn, và hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một ngày gần nhất. Xin chào các bạn. Là 95% kinh nghiệm của con tham gia với cộng đồng từ trước tới giờ toàn là những kỷ niệm tốt đẹp. Và con rất thương với tinh thần hiệp nhất và đoàn kết và tấm lòng xây dựng của các cô chú anh chị em mà con đã gặp. Đó là lý do vì sao mà con vẫn tham gia và tiếp tục sinh hoạt trong cộng đồng. Chúng con xin hỏi, sau khi quý vị đã theo dõi video đến đoạn này, quý vị đã thấy là chúng con làm việc trong hơn 10 năm qua hoàn toàn chỉ chú trọng vào phát triển văn hóa, không dính líu gì đến chính trị. Quý vị đã thấy chúng con làm tất cả những bước chuẩn bị chương trình rất rất kỹ lưỡng, bằng mọi cách để mọi người có thể hiểu rõ được quy định của chương trình trước khi quyết định là mình có tham gia hay không. Quý vị đã thấy tất tần tật giấy tờ tài chính, tiền bạc của tụi con, tiền làm sự kiện hoàn toàn đến từ tiền làm việc bằng mồ hôi, nước mắt, đi cày như tất cả mọi người của chúng con. Cũng như quý vị đã thấy những sự kiện đó, thì con dám hỏi quý vị, quý vị có thấy chúng con, ban tổ chức, những quý nhân, những thiện nguyện viên có xứng đáng bị đối xử như thế này hay không? Chỉ vì tụi con tham gia trong một ban tổ chức của hội chợ Taste of Southeast Asia với những người thuộc cộng đồng dân tộc khác, và chỉ vì ban tổ chức sự kiện quyết định là không dính dáng gì đến chính trị, đến chào cờ, mà những người trong nhóm gây rối này và cơ sở Việt Tân Ontario bất chấp thủ đoạn làm những công việc như thế này, gây hại đến chúng con,
cũng như là đến những người vô tội cùng đồng hành với chúng con. Thử hỏi, những người đó vào tiệm McDonald's hay Tim Hortons yêu cầu chủ tiệm giao cờ đi. Thử hỏi chủ tiệm sẽ nói gì? Rồi những người đó thử vào chợ Walmart hay là Bob Barnes rồi bắt người chủ, người manager phải làm này làm kia. Thử xem họ sẽ nói gì? Ai cũng biết, đó là quyền tự do của người ta. Quý vị không thể nào bắt buộc được. Không ai có quyền bắt người ta phải làm gì khi người ta không muốn. Cũng như, nếu mà họ đã muốn, tự động họ sẽ làm. Nếu họ không muốn làm, thì chưa chắc là vì họ chống đối lại hoặc là họ coi không tôn trọng cái ý tưởng đó. Có thể là vì cái ý tưởng đó tự nó không sai, không có gì sai. Chỉ là vì sai địa điểm và sai thời gian. Con tự hỏi, cái lòng yêu nước đâu phải thể hiện như vậy. Tại sao họ không tự tổ chức sự kiện để tự thể hiện lòng yêu nước của mình, mà phải nhất định nhắm vào sự kiện Taste of Southeast Asia của tụi con? Ngoài việc cố tình phá cam kết đã ký và phá quy luật sự kiện, họ còn liên tục quấy rối những người khác, harassment, áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, bắt người ta phải nghe và làm theo mình, trong khi mình thì ăn vạ, than phiền vấn đề dân chủ và tự do. Tụi con xin xác nhận rõ ràng, ban tổ chức và sự kiện của Taste of Southeast Asia quy luật là No Political Flag and Showcasing cho tất cả các nước, chứ không riêng gì Việt Nam. Tụi con nói No Political Flag and Showcasing không phải vì tụi con chống đối hoặc là không tôn trọng. Vì việc đó, tự nó không có gì sai, mà chỉ sai địa điểm và sai thời gian. Từ khi chương trình bắt đầu công bố vào tháng 9 năm 2022, đến ngày diễn ra sự kiện là tháng 1 năm 2023, ban tổ chức luôn giữ vững mục tiêu của sự kiện, chỉ tập trung vào quảng bá văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực của tất cả những nước Đông Nam Á, tuyệt đối không liên quan gì đến vấn đề hoặc tranh luận, đến chính trị hoặc lá cờ. Hiện tại, bao nhiêu nước trong vùng Đông, Nam và Đông Nam Á đang tranh chấp và chiến tranh về chủ đề chính trị và lá cờ. Nên sự kiện Taste of Southeast Asia là nơi cho tất cả cộng đồng cùng chung vui với nhau, nhân dịp năm mới âm lịch, bỏ lại sau lưng những sự khác biệt về lá cờ và chính trị mà chia rẽ chúng ta thường ngày. Nên tụi con mong rằng những người trong nhóm gây rối, những người tát nước theo mưa, mượn gió bẻ măng, đừng suy diễn và mượn cớ là lá cờ vàng để vu khống cho tụi con. Họ vừa ăn cướp vừa la làng. Ok, mic cao ra kìa, nhỏ đoán áo vàng á. Xin quý vị lưu ý là trong video này, Thanh Tâm đang đạo diễn cho ông Hùng Hoàng, VN Collective, dùng những cái chiêu trò để mà giá họa cho ban tổ chức chúng con. Đó, cổ đeo, cổ cầm cái lá cờ đó, cổ đó làm gì? Tôi hỏi nó nè. Ông Hùng Hoàng cố tình đưa cái lá cờ Canada cho cô Hoa hậu cầm, để rồi Thanh Tâm có diện cớ là nói rằng đó là từ ban tổ chức chúng con. Cô cầm cái lá cờ này sao nó không nói đi? Đó, cái cô Hoa hậu này, cô cầm cái lá cờ Canada đó sao nó không đuổi ra đi? Trong ban tổ chức luôn đó. Khi ông producer của Taste of Southeast Asia phát hiện ra cô Hoa hậu này cầm lá cờ Canada mà không phải của ban tổ chức. Bây giờ cái lá cờ lại. Và rồi ông Hùng Hoàng lại hung hăng đến để mà còn la lối, chửi bới ông producer, ban tổ chức của chúng con. Những hành động và chiêu trò của Thanh Tâm và ông Hùng Hoàng không đứng đắn, vừa ăn cướp vừa la làng, dùng những chiêu trò không quang minh chính đại để mà vu khống và giá họa cho ban tổ chức của Taste of Southeast Asia. No, you're talking from her. You're talking from her. Qua những chiêu trò của Thanh Tâm và ông Hùng Hoàng, làm cho người nước ngoài nhìn vào cũng không còn lời gì để nói. Về luật sư thương lượng với cảnh sát là để được công bằng, thì chúng tôi trình bày là nếu cô ấy muốn chúng tôi dẹp cái gian hàng có cái biểu tượng cái lá cờ di sản, lá cờ vàng đó, thì phải dẹp hết tất cả những cái gian hàng có những cái lá cờ khác. Như vậy là cô xác nhận là cô không có cấm cờ Canada, chỉ có cái cấm cờ vàng thôi. Cô xác nhận chưa? Chưa có xác nhận cái đó. Tuy tụi con làm chương trình luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng cũng không tránh được
những sự sơ sót trong việc kiểm tra từng gian hàng. Với lòng tin rằng những gian hàng tự biết chấp hành những điều lệ trong hợp đồng. Tuy nhiên, khi ban tổ chức biết được bất kỳ ai vi phạm điều lệ, ban tổ chức đều đối xử công bằng như nhau. Bây giờ cậu phải đi, cậu bắt lời phải remove cái cờ Canada. So you have to remove the polo because he wearing the Canada black jacket. No, this doesn't help right now. You can say whatever you want. I'm not in the mood or in the time for you. Thank you. Tâm mới nói cổ đó là bây giờ kêu cái ông cảnh sát nó gửi cái áo jacket luôn. Tại vì chắc cái jacket của ông cảnh sát có cái cờ của Canada. Bây giờ nó đi vòng vòng nè, nó đi vòng vòng nó kêu kìa. Đó, mày dẹp đi, bây giờ mày dẹp đi. Mày dẹp hết nha. Xin quý vị lưu ý trong video này, khi ban tổ chức biết được những gian hàng nào đã làm sai quy luật, chúng tôi đã đến nhắc nhở họ trong sự ôn hòa. Bây giờ nó kêu remove hết mấy cái này nè, bây giờ nó phải đi làm vậy thôi. Và cho họ hai sự lựa chọn. Một, họ có thể che đi. Hai, họ phải rời khỏi. That is ridiculous. That is ridiculous. Khi mà ông chủ gian hàng này không thể che đi được biểu tượng lá cờ trên sản phẩm của ông ta, trong sự ôn hòa, ông ta đã quyết định rời khỏi và tự tay dẹp đi những cái biểu tượng lá cờ của mình. Nhưng ông Hùng Hoàng lại đứng đó và dèm pha. Với người đàng hoàng, khi họ biết họ đã làm sai quy luật và không thể che đi biểu tượng lá cờ, nên ông đã quyết định rời khỏi. Quý vị thấy đây, ông chủ gian hàng đã đích tay dọn dẹp những cái biểu tượng lá cờ của ổng trong sự ôn hòa và tôn trọng quy luật của ban tổ chức. Ủa bây giờ cái quầy Philippines kia kêu nó dẹp đi, cái quầy Philippines bán đồ có lá cờ đó, dẹp đi. Nhưng Thanh Tâm và ông Hùng Hoàng vẫn tiếp tục gây rối. Đặc biệt ông Hùng Hoàng đang quấy rối và la lối ông chủ gian hàng này. Kelly ơi, còn cái lá cờ Philippines thì sao không kêu dẹp luôn đi, cái Philippines bên đó đó. Cái quầy Philippines kêu. À biết, hiểu rồi, hiểu rồi. Tại sao tôi phải đi ra? Lý do gì cô giải thích đây? Lý do gì tôi phải đi ra khỏi đây? Bởi vì Thôi được không? Thanh Tâm nè, nó đuổi Thanh Tâm ra nè. Nói sự với Thanh Tâm cái này. Với lòng tin rằng những gian hàng tự biết chấp hành những điều lệ trong hợp đồng. Tuy nhiên, khi ban tổ chức biết được bất kỳ ai vi phạm điều lệ, ban tổ chức đều đối xử công bằng như nhau. Bây giờ nó kêu người ta phải dẹp cờ Philippines luôn, nó cho mày coi. Thank you all, we are your Open Canada. Tâm thấy người ta hợp tác đi chưa? Không có vấn đề gì hết. Ủa, tụi tôi cũng hợp tác mà, tụi tôi rất là hợp tác. Ờ dạ em cảm ơn chị, thank you. Happy New Year nha. Mabuhay, I'm Kelly Sabatin, 15 years old, Iranian. Wow. Such talented young. Bây giờ nó làm gì nè? Nó che cái cờ lại. Nó che cái lá cờ lại. Tại sao những gian hàng khác, kể cả những gian hàng đã vi phạm quy luật, nhưng rất tôn trọng lời nhắc nhở của ban tổ chức và sửa sai ngay lập tức, không bị security và cảnh sát mời ra khỏi, mà chỉ gian hàng của cô Ánh Nguyễn và nhóm gây rối. Nhưng dù khi cảnh sát có đến, nhóm gây rối vẫn tiếp tục coi thường luật pháp, vẫn cãi cố, ăn vạ, mạ lị, vu khống ban tổ chức và security. Nhưng nhóm gây rối không tôn trọng và họ bắt người khác phải làm theo ý của họ. Mà người ta không làm theo thì họ phá. Nếu có người tới tiệm ăn, cơ sở kinh doanh của quý vị, bắt quý vị phải làm này làm kia, quý vị nghĩ gì? Hay là quý vị cũng sẽ như chủ tiệm McDonald's hay Walmart mà thôi, phải mời họ ra ngoài. Còn nếu không ra ngoài thì phải gọi bảo vệ, gọi security và gọi cảnh sát đến tống ra ngoài. Chứ đâu còn cách nào khác để mà có thể bảo đảm an toàn của khách hàng và nhân viên của quý vị. Khi quý vị cảm thấy sự an toàn của mình bị đe dọa hay bị quấy rối,
Việc đầu tiên quý vị nên làm và phải làm là gọi 911 để báo cảnh sát. Tiện đây, chúng tôi cũng xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị một nguồn thông tin chính thức từ tổ chức Canadian Resource Center for Victims of Crime, là một tổ chức từ thiện đăng ký chính thức với Sở Thuế vụ Canada CRA. Tổ chức này chuyên trợ giúp nạn nhân của những tội hình sự. Đường link có trên màn hình. Khi quý vị bị quấy rối, harass, quý vị có quyền nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Vì theo luật của Liên bang Canada, và khi nói đến Liên bang Canada tức là áp dụng trên toàn cõi Canada, khi mà tội quấy rối nặng đến mức bị nâng lên mức tội hình sự thì người quấy rối có thể lãnh án đến mức 10 năm tù giam. Xin quý vị xem tiếp video số 7, vu khống tham gia cộng đồng dưới lá cờ vàng để lấy cảm tình và làm nội gián.